biến chứng thận và nhiều cái thao đường. Và với giáo sư tiến sĩ Mai cũng đã nói về xây dựng đơn tiêm chủng như là thận đái tháo đường, thì trong cái phần này tôi sẽ cố gắng cô đọng lại cái gì mà rất là đơn giản để các chị ngồi phòng khám, các chị khám có thể tư vấn về việc ăn một cách rất là đơn giản và kết hợp với cái bài hướng dẫn của sư Mai thì sao cho các chị xây dựng một cái đường phù hợp thuận tiện cho bệnh nhân. Thì các chị biết là bệnh nhân đái tháo đường của chúng ta, các chị biết là đái tháo đường ngày càng gia tăng trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các nước châu, các nước mà châu Á khá bình dương. Và ở người châu Á thì cái tỷ lệ mà mắc bệnh đái tháo đường của người trẻ nó nhiều hơn là so với phương Tây. Do đó chúng ta cái trách nhiệm, cái gánh nặng chúng ta phải nhiều hơn nữa. Bởi vì người trẻ mắc đái tháo đường thì cái khoảng thời gian người ta cần phải được điều chỉnh ổn định để được sống lâu, sống thọ hơn. Thì như vậy cái trách nhiệm chúng ta sẽ rất là nặng nề. Và dinh dưỡng thì đóng vai trò rất là quan trọng, kể cả người không đái tháo đường hoặc là ở những người mà mới ở giai đoạn chớp đái tháo đường, gọi là tiền đái tháo đường, và khi đã đái tháo đường rồi thì cái vai trò dinh dưỡng lại càng rất là quan trọng. Bởi vì để mà điều trị bệnh đái tháo đường có hiệu quả thì chúng ta phải biết tại phải bao gồm ba biện pháp song song. Thứ nhất là luyện tập thể lực, thứ hai là chế độ dinh dưỡng hợp lý, thứ ba là dùng thuốc cho nó đúng để đạt được cái mục tiêu điều trị. Thì các chị biết là đa số là các bác sĩ cũng như bệnh nhân á, thì nghĩ là đái tháo đường thì chúng ta sử dụng những loại thuốc nào mà cao cấp, mắc tiền, được nhiều nghiên cứu chứng minh cái này cái nọ thì sẽ kiểm soát được tốt, mà bỏ quên cái chế độ dinh dưỡng thì hay là luyện tập thể lực thì các chị sẽ không đạt được mục tiêu điều trị. Và một cái nghiên cứu mà tôi thực hiện tại bệnh viện Gia Đình cách đây khoảng 3-4 năm á, thì chúng tôi thấy là kết hợp những nghiên cứu ở ngoài Bắc á, thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân đái tháo đường mà ăn ngọt chiếm hơn 80%, và gần như là những kiến thức về dinh dưỡng còn rất là hạn chế. Và ngay cả khi các bác sĩ chúng ta vào phòng khám, chúng ta cũng ít khi tư vấn về cái dinh dưỡng cho bệnh nhân. Và khi đường cao chỉ nghe bác sĩ mắng thôi. Và trong phần nội dung mà này tôi nói là 9 phần, và tôi sẽ hướng dẫn các anh chị đọc cái nhãn hiệu thực phẩm. Thì chúng ta biết là bệnh đái tháo đường được chẩn đoán khi mà cái mức đường huyết tương từ 126mg/dL trở lên ít nhất là qua một đêm nhịn đói 8 giờ đồng hồ không ăn. Và cái chỉ số này sẽ được lặp lại một cái thời điểm khác. Nếu hai lần như vậy thì chúng ta sẽ chẩn đoán là đái tháo đường. Và chỉ số bình thường là dưới 100mg/dL, tức là tương đương với 5,6mmol/L. Ở cái khoảng giữa từ 100 đến 125mg/dL, người ta gọi là tiền đái tháo đường. Thì trong cái khoảng này, các nghiên cứu cho thấy là 50% mắc bệnh tim mạch và đột quỵ, và những người thì có nguy cơ mắc đái đường rất cao trong tương lai. Do đó nếu mà chúng ta có một chế độ ăn uống hợp lý với người bình thường, tránh béo phì, thừa cân, tăng huyết áp, tăng mỡ máu, sẽ phòng ngừa được bệnh đái tháo đường hay là tiền đái đường. Và ở giai đoạn này chúng ta ăn uống hợp lý, luyện tập thể lực sẽ phòng ngừa được bệnh đái tháo đường trong tương lai. Và khi đái tháo đường xuất hiện rồi, chúng ta cũng không quên vai trò dinh dưỡng để ổn định được đường huyết và tránh được cái tình trạng tăng huyết áp hay là tăng mỡ máu. Thì như cô Huê đã nói, nếu như mà tình trạng tăng đường huyết mà không được kiểm soát được tốt á, thì với cái mức tăng đường huyết kéo dài mãn tính sẽ dẫn đến các cái biến chứng mạch máu lớn và mạch máu nhỏ, như trong cái bài vừa rồi nói về bệnh thận đái tháo đường, và đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây suy thận mãn giai đoạn cuối và động thận định kỳ. Về điều trị chung theo ADA năm 2017 tôi cập nhật lại thì các chị thấy là HOC dưới 7%, đường huyết tối từ 80 đến 130 mmHg. Các chị ngồi khám, các chị ráng làm sao đạt được đường huyết tối nhưng trong khoảng đây. Người già có thể cao hơn một chút, và đường huyết xa 2 giờ dưới 180 mmHg. Và theo ADA năm 2017 thì huyết áp là dưới 14.9 nếu như không có bệnh thận. Nếu có bệnh thận và trẻ thì chúng ta kéo giá xuống thấp hơn một chút, dưới 130 đến 80. Và LDL, HDL, triglycerides chúng ta sẽ kéo đạt mục tiêu. Thì cái này các chị sẽ đọc thêm. Chứ còn nếu nói là các chị sẽ có nhớ, như các anh chị đã vô đầu rồi, các chị sẽ nhìn cái trị số kết quả tư nhân có đạt hay không để các anh chị hướng dẫn bệnh nhân cách tiết chế ăn uống cũng như là dùng thuốc. Và nghiên cứu như KDS cũng cho thấy là chỉ cần giảm 1% HOC thôi, chúng ta sẽ làm giảm được 21% các nguy cơ liên quan đến tiếp tục đái tháo đường, giảm 14% nguy cơ nhồi máu cơ tim và 12% nguy cơ đột quỵ, 37% các biến cố về mạch máu nhỏ. Nhưng mà mặc dù có rất nhiều những cái thuốc những tiến bộ của y học như vậy, có rất nhiều thuốc ra đời gần đây, viên thuốc chích, nhưng mà chúng ta để kiểm soát được đường huyết đạt mục tiêu dưới 7 HOC 7% vẫn còn là rất khiêm tốn, chỉ khoảng vào khoảng
20-30% hay Philippines còn rất là tệ hại, chỉ được 15% là đạt mục tiêu. Việt Nam chúng ta cũng xem khoảng đó qua các nghiên cứu. Và một lần nữa nhắc lại, các chị thấy là để điều trị bệnh đái tháo đường đạt được hiệu quả thì chúng ta phải áp dụng 3 biện pháp song song: luyện tập thể lực, chế độ dinh dưỡng hợp lý và dùng thuốc theo toa của bác sĩ. Và mục tiêu dinh dưỡng là để nhằm kiểm soát mục tiêu đường huyết, đạt mục tiêu đường huyết, huyết áp, mỡ máu, cân nặng hợp lý và có sức khỏe tốt. Đây là cái slide cho thấy các anh chị thấy là nếu như mà chưa đái tháo đường mà chúng ta ăn uống không hợp lý thì nó béo phì, tăng huyết ăn mặn, tăng huyết áp, hay là ăn nhiều chất béo bão hòa dẫn đến tăng mỡ máu, rồi dòng bụng thì lớn hơn 80 đối với nữ và lớn hơn 90 đối với nam thì dẫn đến tình trạng đề kháng insulin và nguy cơ mắc đái tháo đường càng cao, nếu như những em bé này được sinh ra trên 4 kg nữa. Và khi đã đái tháo đường rồi mà chế độ ăn uống không hợp lý, không luyện tập thể lực thì sẽ dẫn đến thừa cân béo phì, đề kháng insulin, tăng huyết áp, tăng mỡ máu, sẽ làm khó kiểm soát mức đường huyết và dẫn đến nhiều cái biến chứng mạch máu lớn, mạch máu nhỏ. Và tôi xin phép được trình bày về nhu cầu dinh dưỡng ở bệnh nhân đái tháo đường. Về nguyên tắc như tiến sĩ bác sĩ Mai cũng đã nói lúc nãy thì chúng ta ăn uống làm sao mà trong thực đơn chúng ta có nhiều loại thực phẩm chứ không phải chỉ có một hai loại thực phẩm. Thực phẩm phải đa dạng và ăn vừa đủ với nhu cầu cơ thể, tức là không ăn thừa năng lượng hay là thiếu năng lượng. Cái ăn thừa thì vẫn thừa cân béo phì, những vấn đề kháng insulin, điểm tăng đường huyết, tăng huyết áp, tăng mỡ máu. Còn nếu ăn thiếu so với cơ thể thì nó suy dinh dưỡng. Và chúng ta nên chia nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày, ăn không ăn quá no bỏ một bữa, nó sẽ làm tăng đường sau ăn. Và ăn thật chậm, nhai kỹ, cắn như những cái kích thước cỡ nhỏ thôi. Chúng ta nhiều bệnh nhân, những người mà các anh chị nhìn thấy mà bụng to, mập, béo phì, những người đó có thói quen ăn rất nhanh và cắn những cái miếng rất là lớn đó, thì như vậy sẽ ăn nhiều hơn cái nhu cầu. Và những bệnh nhân này đó, khi các chị hỏi là thề thốt rất là dữ là ăn không ăn gì hết, em không ăn gì hết, một cái sai mật. Nhưng mà khi mà chúng ta bình tĩnh hỏi lại và giải thích thì bệnh nhân sẽ thấy được cái sai của bệnh nhân và cũng khuyên bệnh nhân nên ổn định được bột đường ở mỗi bữa ăn để tránh bị hạ đường huyết cũng như là tăng đường huyết sau ăn. Tức là trong cái bữa ăn đó phải có đủ chất bột đường, chất đạm, chất béo, chất xơ. Và hướng dẫn bệnh nhân cách lựa chọn thực phẩm để đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, phải có nguồn gốc. Và khi nấu chế biến thì tránh hầm nhừ, xay nhuyễn hoặc là nấu ở nhiệt độ quá cao. Ví dụ như là chiên, là nướng sẽ có nhiều, ăn nhiều trên pháp không tốt, không có lợi cho sức khỏe. Và tốt nhất là chúng ta ăn luộc. Mà mới đầu các chị ăn luộc các chị thấy không ngon, nhưng mà nếu các chị ăn dần như vậy các chị sẽ thấy rất là an toàn, một cái giờ ăn rất là lành mạnh. Về xây dựng thực đơn thì tiến sĩ Mai cũng đưa ra một cái cách tính năng lượng cân nặng lý tưởng, thì tôi đưa một cái công thức này cũng được nhiều bác sĩ áp dụng và đây là những trung tâm dinh dưỡng cũng áp dụng, thì các chị tính tương đối là đơn giản hơn để các chị có thể làm cái tính nhẩm khi các chị khám bệnh nhân. Lấy chiều cao tính bằng cm, trường trăm nhưng không mắc chín. Ví dụ các chị cao 1,5 m thì như thế là trường trăm là 50 nhưng không mắc chín là 45 kg. Và sau đó các chị xây dựng khẩu phần lập thực đơn. Và các anh chị nên nhớ là trong cái bữa ăn, trong cái thực đơn đó, các anh chị phải có đầy đủ chất bột đường, chất đạm, chất béo, chất xơ, và các anh chị không được thay thế các loại thực phẩm mà không cùng nhóm. Ví dụ các anh chị không thể nào ăn đạm cho nhiều, ăn thịt cá để thay cho cơm thì không được rồi, hoặc là ăn rau thay cho cơm cũng được, mà cái chuyện này là thực tế là bệnh nhân mình hay áp dụng lắm đó. Thì các anh chị bệnh nhân hay là những đường, những cơm, những phở, những bún, hủ tiếu hết, ăn thịt thôi, hoặc là ăn rau thôi, diễn ra thì để cho hạ đường xuống, để cho ốm bớt, nhưng có khi nó hạ luôn á. Và cũng có khi bệnh nhân không ăn cơm, thề đó là em không ăn cơm, nhưng mà ăn phở, ăn bún, ăn hủ tiếu, ăn khoai, ăn bắp thì nó sẽ cũng là cái nhóm bột đường, và như vậy sẽ thừa cân béo phì, sẽ tăng đường huyết. Các anh chị phải lưu ý, bệnh nhân thề không ăn cơm nhưng mà hỏi đàn như ăn bún, ăn phở, ăn khoai, ăn bắp. Và như vậy thì đây là cái bảng của các anh chị trong tay có hết rồi, tôi sẽ nói rất nhanh. Thì chất bột đường á, các anh chị chiếm khoảng 50-60% ở người châu Á mình vẫn thích ăn tinh bột nhiều. Và chất đạm các anh chị, chất béo khoảng 15-35%, tùy theo các anh chị da giảm, người đó mập phì cần tăng béo, cần giảm cân hay là gầy thì cần tăng hơn, các chị lựa chọn cái nhu cầu khoảng bao nhiêu. Và muối ăn á, thì dưới 6 gram một ngày tương đương một muỗng cà phê gạo. Nhưng mà nếu bệnh nhân này có tăng huyết áp, có suy tim, suy thận, các anh chị giảm lượng muối còn dưới 2,300 gram một ngày thôi. Và chất xơ thì ăn là thoải mái, rau sạch ăn thoải mái,
nhưng mà tối thiểu là phải đủ 1-4 gram trong 1.000 kcal. Ví dụ như cái ca mà bác sĩ Mai tính là 1.100 kcal nhu cầu năng lượng thì các anh chị cho ăn khoảng 15-16 gram chất xơ, thì 100 gram rau củ cho 4.4 gram chất xơ. Thì như vậy nếu mà 14 gram thì các anh chị cho ăn khoảng 300 gram rau củ. Về nước uống thì các anh chị tính cứ 10 ký đầu là 1.000 lít nước phải đầy đủ, kế 10 ký kế là 500 lít, tức là trong 20 ký đầu phải uống đủ 1.500 lít nước, và tiếp theo là 15-20 lít ký cho tổng số ký còn lại. Ví dụ như cái người dưới 50 tuổi thì các anh chị sẽ áp dụng là 20 lít cho tổng số ký còn lại, còn nếu người trên 50 tuổi chỉ là 15 ml cho 1 ký thôi. Và vitamin và bối khoáng thì nếu mà chúng ta ăn đầy đủ hết thì không cần bổ sung, và chúng ta sẽ điều chỉnh tăng hay giảm mỗi 300-500 kcal một ngày đối với cái người gầy hoặc là béo phì do bác sĩ linh động và hướng dẫn cho bệnh nhân. Về chất bột đường thì đây là cái nguồn cung cấp năng lượng chính yếu ở nhất là cái người châu Á mình, và nó sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến cái mức đường huyết. Và chất bột đường thì nãy như tôi nói nó bao gồm cơm, mì, bánh mì, nuôi, bún, phở, hủ tiếu, khoai, bắp, mà kể cả trái cây, kể cả có trong sữa và kể cả trong nước ngọt, kẹo, siro, mứt, thì cái nhóm đường tinh luyện này chúng ta khuyên bệnh nhân nên hạn chế. Về chất bột đường thì chúng ta nên hướng dẫn bệnh nhân tốt nhất là sử dụng cái loại hạt nguyên cám như là kina. Các anh chị thấy cái bọc kina này tôi mới đi bên Mỹ về, tôi sắp chị các anh chị xem. Đây là một loại gạo mà nó có nhiều chất xơ và nó làm giảm được cái có nhiều chất xơ và nó làm giảm được mỡ bụng. Và đây là cái bột kế là yến mạch cũng vậy. Thì yến mạch thì cái thành phần protein nó cao hơn trong cái kina, nhưng mà kina thì cái năng lượng nó nhiều hơn yến mạch, và cái này cũng có nhiều chất xơ. Ngay cả gạo nâu tôi không có chụp nhiều quá, tôi không chụp hết thì các anh chị, gạo nâu cũng vậy. Gạo nâu thì cái thành phần của nó carbohydrate thì nó năng lượng nó cung cấp thì nó thấp hơn kina và yến mạch, nhưng mà cái fiber nó thấp hơn, chất xơ nó thấp hơn và cái protein nó cũng thấp hơn. Về cơm trắng thì nó hoàn toàn không có chất xơ các anh chị, hoàn toàn không có chất xơ. Thành ra bệnh nhân của mình nó thích ăn gạo nâu giống như gạo lứt, nhưng mà cái gạo nâu bên Mỹ nó khác. Và bánh mì, mì rồi các loại rau xanh, đậu hạt cũng là trong cái nhóm chất bột đường. Các loại củ có bột như là khoai lang, khoai sọ, trái cây. Rồi, chúng ta tránh cái lượng lớn đường tinh bột. Và chất đạm cũng vậy, chất đạm thì về nguyên tắc anh chị ăn tốt nhất là đạm thực vật, ví dụ như các loại đậu, đậu hũ. Và nếu mà đạm động vật thì các anh chị sẽ ăn cá. Cá thì là lựa chọn cá gầy tốt hơn là cá béo. Và nhóm thịt thì các anh chị sẽ ăn thịt màu trắng tốt hơn thịt màu đỏ. Thịt trắng ví dụ như là thịt gà, thịt vịt thì các anh chị bỏ da đi. Còn cái thịt heo và thịt bò các anh chị nên hạn chế, vì nó có rất nhiều cholesterol, có rất nhiều cái loại chất béo bão hòa. Và các anh chị nếu như bệnh nhân suy thận thì các anh chị hướng dẫn bệnh nhân chế độ ăn rất giảm đạm, gọi là VLVD đó, từ 0.3-0.6 gram ký, nhưng mà phải kết hợp với liệu pháp ketoacid đối với những đối tượng mà suy thận đó. Nếu như bệnh nhân ăn mà đạm, chất đạm nhiều quá thì cái thận nó sẽ thải không nổi và đó tốc độ suy thận nó nhanh hơn. Và nếu như mà ăn không đủ chất đạm thì bệnh nhân lại suy dưỡng, do đó các anh chị phải tính toán dựa trên cân bằng lý tưởng. Các anh chị thiết kế bệnh nhân ăn một ngày khoảng bao nhiêu, 100 bao nhiêu gram thịt cá nạc, và phải kết hợp cái biện pháp ketosis. Và đây là những cái chứng cứ đã có chế độ ăn giảm đạm và kết hợp biện pháp ketosis đã làm giảm tốc độ suy thận cho bệnh nhân đái tháo đường. Và các anh chị biết là 100 gram thịt nạc thì cho khoảng từ 8-20 gram đạm, thì một quả trứng thì cho khoảng 7-10 gram đạm. Về chất béo thì các anh chị thấy cũng cái nhu cầu nó cũng khoảng từ 15-35%, thì các anh chị gia giảm tùy các anh chị linh động. Và chất béo thì các anh chị ăn khoảng 10% chất béo bão hòa, ví dụ như là thịt heo, bò, vịt, xúc xích, bơ, phô mai, vân vân. Và những loại chất béo đơn giá đa giá không bão hòa, ví dụ như dầu hướng dương, dầu ô liu, dầu đậu phộng, dầu bắp. Cái dầu ô liu các anh chị không được nấu lên, các anh chị nấu lên nó sẽ chuyển hóa thành chất khác, thành chất độc. Và các loại cái chất béo mà bão hòa và trans fat nó có nhiều trong những loại thức ăn nướng, ví dụ như bánh ngọt, rồi gà chiên, da động vật, các anh chị phải hạn chế những thứ đó.
và nếu mà anh chị ăn tri nhiều hay là dâu dầu nhiều nhiều nó sẽ làm tăng LDL lên. Và chất xơ thì nãy bác sĩ Mai có nói về các loại rau đó, thì nó hơi khó tính, thì anh chị có thể tính một cách đơn giản. Thì cái chất xơ qua các nghiên cứu là cho thấy là nó có rất nhiều có lợi cho sức khỏe, và cái lượng chất xơ khuyến khích người đái đường xuống tương đương với người không đái tháo đường thôi. Thì những cái lợi ích khi mà chúng ta ăn chất xơ nhiều, ví dụ như rau củ quả, nó sẽ làm chậm hấp thu đường, và như vậy thì là không làm đường mức đường huyết tăng lên sau khi ăn, và nó làm giảm hấp thu cái béo trong thức ăn nữa, và giữ nước để làm mềm phân, tránh được táo bón. Ngoài ra nó còn làm giảm được nguy cơ hư ruột. Ngoài cái lượng chất xơ chúng ta ăn đủ rồi, chúng ta ăn thêm tăng 13 gram nữa qua các nghiên cứu, thì chúng ta sẽ làm giảm được 33% nguy cơ hư ruột, và giảm được tăng, nếu tăng thêm 6 gram fiber nữa thì chúng ta sẽ làm giảm được 33% nguy cơ bệnh tim mạch đối với nữ, và làm giảm được 24% nguy cơ tim mạch đối với nam giới. Và cái cách tính chất xơ các chị thấy rất là dễ. Ví dụ như tôi nói 100 gram rau củ cho 4,4 gram chất xơ, thì cứ 1 ngàn nhu cầu thì chúng ta ăn ít nhất là 4 gram. Bây giờ ví dụ như chúng ta cần 1.500 kcal một ngày, mà nữ là 50 tuổi thì chúng ta sẽ ăn ít nhất nữ 50 tuổi là sẽ ăn 21 gram chất xơ, và nam là 31 gram. Ví dụ như là nữ 56 tuổi mà cần 4 thì sẽ ăn khoảng 400-550 rau củ một ngày. Cách tính rất là đơn giản như vậy thì các chị tập tính. Về muối thì hầu hết là bệnh nhân ngay cả chúng ta rất là hay có thói quen ăn rất là nhiều muối, và lượng muối khuyến cáo là không nên ăn quá 6 gram một ngày, có khoảng một muỗng cà phê chanh các chị. Nhưng mà muối này thì nó còn có nhiều trong nước tương, nước mắm, các loại margarine, bột thịt gà hay là thịt đóng hộp ướp muối. Do đó các chị nên ăn thức ăn tươi, tránh ăn thức ăn đóng hộp. Và đối với người mà có tăng huyết áp, suy tim, suy thận thì cái lượng muối ăn này phải giảm xuống dưới 2.300 gram, tức là khoảng 2-3 gram một ngày. Về rượu bia thì bệnh nhân hay hỏi là em bị tiểu đường, em có uống được rượu bia không bác sĩ? Thì anh chị thấy là vẫn được uống được như người bình thường thôi, nhưng mà nó có cái suất chuẩn. Ví dụ như là giống như cộng đồng dân số chung thôi, thì đối với phụ nữ uống được 1 suất rượu chuẩn và nam giới được uống 2 suất. Thì 1 suất rượu chuẩn đó là bia là 300 ml, 100 ml rượu vang hoặc là 30 ml rượu mạnh. Nhưng mà đây là cái con số mà dành cho người nước ngoài. Đối với người Việt mà chúng người châu Á chúng ta mà uống vậy thì khá là nhiều. Do đó thì tôi nghĩ là các chị phải hướng dẫn mình ăn bớt, uống bớt được 1 suất này. Đó thì các chị phải linh động. Đó, ví dụ như là nam mà cho uống 2 suất bia là tới 2 lon một ngày rồi. Và như vậy để khi mà uống rượu bia vậy thì phải dặn bệnh nhân là uống cùng với lúc mà ăn có carbohydrate. Có nhiều người thì bụng đang đói, bạn bè rủ nhau đi uống rượu, thì lúc bụng đang đói uống thêm rượu bia rất dễ bị hại đường huyết, đặc biệt là người đang sử dụng thuốc hạ đường nữa. Và những người mà có thai hay là viêm tụy cấp hay rối loạn đông máu nặng hoặc uống rượu thì tránh sử dụng rượu bia, và khi mà dùng quá mức sẽ dẫn đến béo phì. Về nước thì nãy có nói rồi, anh chị tính nước là tổng cái lượng dịch nhập vào, mà chúng ta khuyên bệnh nhân là nên uống nước trước bữa ăn 30 phút. Thì trong 20 ký đầu là uống 1.500 ml, sau đó là 20 ml 1 ký cho tổng số ký còn lại. Ví dụ như với bệnh nhân dưới 50 tuổi trẻ thì chúng ta sử dụng 20 ml 1 ký, và cái người lớn tuổi hơn trên 50 thì chúng ta sử dụng 15 ml cho 1 ký cho tổng số ký còn lại. Ví dụ như một bệnh nhân nữ là 56 tuổi mà 56 kg mà 54 tuổi thì 20 kg đầu là chúng ta sẽ uống 1.500 lít, phải không ạ? 1.500 lít. Sau đó thì chúng ta còn lại là như 36 kg, mà người này là trên 50 tuổi chúng ta sử dụng 15 ml cho 1 kg. Thì như vậy chúng ta nhân lên 36 nó cộng lại thì cái lượng nước cho cái người bệnh nhân 56 kg 54 tuổi này là 2.040 lít nước. Và chúng ta phải trừ ra những cái loại nước khác, ví dụ như có sữa nè, cần có ăn canh thêm. Về chất tạo vị ngọt thì người đó thường ta rất là thèm ngọt, nhưng mà mình đã khuyên người ta là hạn chế những loại đường tinh luyện, ví dụ như là nước ngọt, kẹo, bánh, sô cô la vân vân. Do đó chúng ta đôi khi chúng ta phải sử dụng những cái loại chất tạo vị ngọt, thì ví dụ như là đường
quen thuộc là aspartam hay là squid hay là lipo hay saccharin v.v. thì những cái loại đường này nó có cái vị ngọt gấp 200 đến 400 lần so với loại đường thông thường. Và khi mà chế biến thì chúng ta không nên nấu trên cái nước trên cái nhiệt độ cao, nó sẽ mất tác dụng ngọt đi. Do đó chúng ta khi bệnh nhân sử dụng ở cái nước ấm ấm thôi. Và có rất nhiều loại thực phẩm như vậy, chúng ta phải biết khuyên bệnh nhân chọn cái loại thực phẩm nào là có lợi. Ví dụ như là có pin đây, ví dụ các anh chị nhìn cái tháp dinh dưỡng này, các anh chị sẽ thấy là cái phần phía dưới đó, màu xanh đó là rau đó, thì đó chiếm phần nhiều của bữa ăn. Và cái phần kế tiếp là tinh bột và trái cây, cái phần phía trên ít hơn một chút đó là protein, và cái phần trên cùng là chất béo, đường, muối, rượu bia, các anh chị ăn ít nhất luôn. Và đây là các cái dấu hiệu màu đỏ chúng ta cho những ăn cái lượng nhỏ đó. Ví dụ như là thức ăn giàu chất béo, là đường tinh luyện, những loại thức ăn có chỉ số đường cao như bác sĩ Mai đã hướng dẫn, và có thành phần cái sơ thấp chúng ta ăn ít. Và cái màu vàng đó thì chúng ta ăn với lượng trung bình, đó là những nhóm thức ăn có chỉ số đường cao. Cái nhóm thức ăn xanh các anh chị ăn thoải mái, và những loại thực phẩm có chỉ số đường thấp, thành phần chất xơ cao và ít có chất béo. Để các phương pháp mà hướng dẫn anh chị áp dụng sao là đơn giản trong cái thực đơn mà hướng dẫn bệnh nhân hàng ngày, thì ngay cả bản thân chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng xem lại coi chúng ta có ăn theo thị không, ăn lành mạnh hay không. Đây là một quy tắc ăn 1/4, đây là cái dĩa thức ăn dài khoảng 25 cm. Thì các anh chị thấy các anh chị chia cái dĩa thức ăn này làm hai phần, cái phần bên á là hai phần rau củ và trái cây, các anh chị thấy hai phần rau củ trái cây, còn một nửa còn lại chúng ta chia làm tư, làm đôi nữa, thì một phần phía trên là đạm, một phần chất bột đường. Chất bột đường các anh chị sẽ thấy là chất bột đường bao gồm là kina, yến mạch, gạo nâu, đuôi, mì, bánh mì, vân vân. Đó là cái phần tinh bột. Còn phần đạm, các anh chị có thể ăn cá, ăn chất hải sản, ăn trứng, ăn hạt đậu, ăn gà, heo, bò, vân vân. Đó là một cái phần chất đạm. Còn lại rau củ, thì các anh chị thấy là có rau củ xanh, cà rốt, bắp cải, ớt chuông và trái cây. Thì về phía rau, các anh chị khuyên bệnh nhân nên chọn những loại rau mà có màu xanh, tức là có dị độc tố đó. Thì các nghiên cứu cho thấy là các loại rau màu xanh đó, nó sẽ làm giảm đường huyết áp và giảm cả mỡ máu luôn, đó là và nó có lợi về tim mạch. Nó thí dụ như bông cải, các anh chị cho những ăn bông cải xanh thì nó vẫn tốt hơn là bông cải trắng. Đó thì các anh chị cho bệnh nhân chọn những cái loại rau có màu xanh thì vẫn tốt hơn. Và các anh chị thấy sau khi cái dĩa ăn chúng ta tính toán rồi, hai phần rau củ ha, các anh chị thấy là hai phần rau củ trái cây, bên trên này là một phần carbohydrate, protein, chất đạm, và dưới này là một phần carbohydrate, còn lại dầu mỡ các anh chị ăn một đầu ngón tay cái của các anh chị, chính một đầu ngón tay cái thôi. Và các anh chị hạn chế tối đa các loại dầu mỡ từ động vật mà có chất béo bão hòa. Thì các anh chị xem lại buổi sáng các anh chị ăn cái gì. Ví dụ các anh chị ăn một dĩa tôm tắm, các anh chị nhìn xem một dĩa tôm tắm toàn là cơm, kế bên là thịt, rồi mỡ hành rứa lên, các anh chị không có miếng rau nào cùng lắm là dài lát dưa leo thôi. Thì như vậy các anh chị mỗi ngày ăn một dĩa cơm tấm, các anh chị sẽ nạp năng lượng rất nhiều, và cái dĩa cơm tấm nó dòng khoảng 800 kcal. Nếu như nhu cầu năng lượng một ngày các anh chị là 1200 kcal thì các anh chị ăn một bữa sáng hết 800 rồi, buổi trưa các anh chị ăn 300 nó 1100, chiều ăn 500 nó là 1600, là các anh chị đã dư thừa, chưa kể còn uống sữa, còn ăn trái cây nữa. Thì các anh chị xem lại cái dĩa thức ăn hàng ngày các anh chị có đủ không, các anh chị nên thay đổi từ bây giờ chị ha. Rồi, và còn một cái cách hướng dẫn cho bệnh nhân nữa, thì đây là một cái bàn tay Zimbabwe, là do một cái bác sĩ người Zimbabwe, thì ông thấy là một cái cách để cho bệnh nhân tính toán đơn giản nhất, bệnh nhân không quên, không có rườm rà. Thì trong cái một cái hội nghị về dinh dưỡng năm 1999 xảy ra ở Ấn Độ, thì rất nhiều chuyên gia đã đưa ra cái cách hướng dẫn cho bệnh nhân ăn như thế nào là khả thi và dễ nhớ dễ làm. Thì đây là một cái nguyên tắc mà áp dụng của một bác sĩ Zimbabwe đã được hội nghị cũng rất là yêu thích và cũng áp dụng cho tới ngày hôm nay. Thì các chị thấy là đối với carbohydrate bao gồm tinh bột và trái cây á, các anh chị cho bệnh nhân chọn một lượng bằng kích thước của một nắm tay, các anh chị đây, kích thước một nắm tay
thành của bữa ăn các anh chị nhỉ? Rất là dễ nhớ, các anh chị thấy không? Rất là dễ nhớ. Còn đối với chất đạm á, các anh chị thấy để chưa được với lòng bàn tay này, đó, lòng bàn tay này, chất đạm. Rồi như vậy là xong rồi qua tới rau thì các anh chị cho ăn thoải mái bằng rau sạch đó, các anh chị bằng hai cái tay của các anh chị đó, vào khoảng 300-400-500 gram, các anh chị thấy rất là dễ nhớ bữa ăn. Còn chất béo bằng một đầu ngón tay không, các anh chị thấy rất là dễ. Mình khuyên bệnh nhân vậy thì bệnh nhân dễ làm vô cùng luôn á, vì bệnh nhân thích ăn bắp, ăn khoai, ăn nuôi, ăn bún, ăn cơm cũng chỉ cũng được. Các anh chị cứ một nắm, một cái nắm tay, các anh chị thấy rất là dễ nhớ. Mà đến nay nhiều nước trên thế giới cũng vẫn còn áp dụng cái này, các anh chị thấy dễ không ạ? Và áp dụng cho cả mình luôn. Đây, các anh chị thấy là thời kinh tế thị trường phát triển á, đi thì đi xe hơi, sông đa, không còn đi xe đạp hay đi bộ nữa rồi. Ăn thì ngồi phòng lạnh, uống ăn gà rán, kentucky, uống nước ngọt, ăn đậu phộng, xem TV, không có vận động gì hết. Và tiền tùng thì ngày càng nhiều. Các anh chị thấy chúng ta một tuần mà chúng ta ăn hai bữa tiền thì chúng ta thấy là nạp bao nhiêu năng lượng và là tăng bao nhiêu ký rồi. Và đây là những cái loại thực phẩm các anh chị nên hạn chế tối đa. Còn đổi trứng có rất nhiều cái chất béo bão hòa, các loại đồ lòng, gà rán, rất nhiều trứng pháp, bia ruột, vân vân. Đây là cái bữa ăn mà tương đối là lành mạnh, các anh chị ăn trong bữa ăn có rất nhiều cái thực phẩm đa dạng, có rau xanh, có canh này, đậu hũ, rồi có cơm, có cá kho, vân vân, rau xanh, cá, đậu hũ và các cái loại thực phẩm còn nguyên vỏ hạt. Tôi có thể cho các anh chị một cái loại thực phẩm mà các anh chị có thể rất là dễ áp dụng và được trung tâm dinh dưỡng tính toán. Ví dụ một cái cốc khoai này nè là 134 kcal, một cái dĩa xôi là 134 kcal. Bây giờ các anh chị ăn buổi sáng một ổ bánh mì là hết 461 kcal rồi. Trong này nó có thịt nè, có mỡ hành nè, có ít rau thôi, có bì nè, các anh chị thấy, rồi có tinh bột nè, đó, các anh chị thấy rau nó có đủ. Rồi bây giờ nhu cầu ăn được một ngày của anh chị là ví dụ 1.001 kcal, như bác sĩ Mai tính toán lại đi, hết 406 rồi các anh chị nha. Buổi trưa các anh chị ăn gì đây? Nếu mà buổi trưa mình ăn bún thì hết 415 nữa rồi, thôi mình qua đây chọn lựa khác. Nếu mà mình ăn dĩa tôm tắm buổi sáng là 800 kcal, rồi buổi chiều bây giờ 800 lỡ đó, ăn 800 rồi mà nhu cầu mình có 1.001 thôi. Bây giờ mình ăn cơm trắng nửa chén này với là một cái dĩa đồ xào này là cũng khoảng 1.242 mới được với 7.000 thôi. Rồi buổi chiều đang ăn đạm bạc hơn, cái dĩa canh này, tôm canh này có 33 kcal, cộng với cái khứa cá chiên này 122 kcal, thêm nửa chén cơm này nữa thì các anh chị ăn cũng tạm đủ rồi. Là chưa kể các anh chị uống sữa nha, trái cây nữa nha, thành ra cái dĩa cơm tấm này các anh chị hạn chế đó. Các anh chị thấy là cái dĩa này một nửa thì hết là cơm và thịt, mỡ hành, bì, rau, rất là khiêm tốn. Các anh chị dễ nhớ không? Dễ tính toán không? Nếu như các anh chị ngày nào người mà mập á, ngày nào ăn dĩa cũng tắm, rồi chiều đi phở, rồi trưa ăn một dĩa thịt kho nữa, rồi thôi thua rồi, các anh chị nạp năng lượng dư rồi, mà còn lại các anh chị không có vận động, toàn nhập vô mà không có tiêu ra. Các anh chị khuyên bệnh nhân ha, các anh chị hỏi đi, bệnh nhân của các anh chị là ăn như vậy nè, đó, ăn vậy đó. Rồi xong rồi còn ăn chuối nè, bánh lăng nè, chè thì cái này một chén là 436 kcal, nhưng mà khuyên bệnh nhân hạn chế tối đa, có thèm lắm ăn vài muỗng thôi ha. Đó. Rồi bây giờ đây một cái bài học, một cái bài thực hành đơn giản các anh chị. Ví dụ như bệnh nhân nữ 51 tuổi, cân nặng lý tưởng 50 kg, BMI là bình thường, không lao động nhẹ, thì tôi tính là nhu cầu năng lượng nè 25 kcal nhân cho 50 là 1.250 kcal một ngày đối với một người phụ nữ này. Bây giờ các anh chị sẽ tính nhóm bột đường. Nhóm bột đường các anh chị biết là gồm cơm, bún, phở, hủ tiếu, rau, trái cây, khoai, bắp, vân vân, rất là nhiều. Thì 1.250 các anh chị biết là tôi tính là 55% tinh bột đi ha, thì các anh chị tính ra là 680 kcal. Thì 1 gram bột đường cho 4 kcal, các anh chị chia ra còn 172 gram các loại thực phẩm chứa chất bột đường. Để từ đây các anh chị tính ra thử là cuối cùng các anh chị ăn được mấy chén cơm. Rồi nhóm đạm tương tự, tôi tính là 20% chất đạm thì nhân lên ra 250 kcal, các anh chị chia cho 4 thì ra 62.5% các loại thực phẩm chứa đạm, trong đó có tôm, thịt, cả trứng, cá, vân vân. Nhóm béo cũng vậy, tôi tính 23% thì ca này là không có béo phì, tôi tính khiêm tốn thôi.
thì ra 312 kcal nhóm béo và chia cho 9, 100 chất béo là 9 kcal, anh chị còn 34,6 gram thực phẩm chứa chất béo. À, cái này thì ở bên Mỹ nó hay dùng 1 ounce là 30 gram, cứ 30 gram bất kể thịt là cho 7 gram đạm, 7 gram chất béo, mà cứ 1 ounce bất kể 1 ounce là chúng cho 30 gram hết. Thì cái nhóm trái cây á, bình thường người đáy đường cho các anh chị ăn 2 suất trái cây tính sẵn thì có 30 gram bột đường. Rồi nhóm sữa, 35 gram bột sữa hoặc là 1 ly sữa không béo, bệnh nhân uống 1 ly sữa không béo không đường thì có 18 gram bột đường, 12,3 gram đạm và 0,4 gram béo. Các anh chị sẽ trừ cái nhóm tinh bột này ra. Bây giờ nhóm bột đường là các anh chị là 172 gram, các anh chị trừ đi 30 gram chất bột đường, 18 gram trong sữa, các anh chị còn có 124 gram bột đường đúng không? Đúng chưa? 124 gram bột đường này nó sẽ có trong cơm, nuôi, phở, khoai, bắp, tôi đã trừ hết trái cây và sữa ra rồi. Mà một chén cơm á, tính tạm tạm nó khoảng 45 gram bột đường, các anh chị chia ra thì các khoảng 2,8 chén cơm một ngày. 2,8 chén cơm đó là gần với 3 chén. Rồi nhóm đạm cũng vậy, đạm nó có trong thịt, trứng, cá, nó còn có trong sữa, trong gạo nữa. Trong sữa là 8%, và tôi cũng trừ ra 12 gram này, tôi có trừ ra trong sữa nè, 8% có trong gạo nè, và như vậy tôi còn được 37 gram đạm có trong thịt, cá, trứng, tôm. Thì 37 gram đạm này á, 100 gram thịt là cho 20 gram đạm, thì tôi tính ra khoảng tương đương 200 gram thịt đạm, cá, được không ạ? Cuối cùng nước uống cũng tính ra giống như nãy, 1950 ml. Và cuối cùng là nhóm béo, béo thì có trong mỡ, trong bơ, ngoài ra còn có trong phô mai, còn có trong sữa và thịt. Như vậy trong sữa lại tính là 0,4 gram, trong thịt là 7% gram ha. 7% thì tôi trừ ra còn lại 24 ml. 24 ml tương đương với khoảng 5 muỗng cà phê. Tại vì tỷ trọng dầu là 0,8. Các chị không phải là một, cho nên 24 ml này không phải là 24 ml kia. Nó khoảng 5 muỗng cà phê thôi. 30 gram dầu nó không bằng 30 ml được mà bằng 24 ml. Các chị thấy không? Và cuối cùng thì nhóm rau củ nãy mình tính rồi. Rau củ thì 1.000 kcal là ăn 14 gram. Đó, bây giờ ca này là 1.250, các chị ăn khoảng hơn 21 gram, 21 gram chất xơ thì các chị sẽ ăn khoảng 300-450 gram rau sạch. Cuối cùng cái khẩu phần ăn của người này sẽ là cơm 2,8 chén, thịt nạc hoặc cá nạc khoảng 200 gram, rau khoảng 350 trở lên và dầu thực vật khoảng 5 muỗng cà phê, sữa 1 ly, trái cây 2 suất và nước vào khoảng 2.000 ml. Các chị thấy đơn giản không ạ? Rất là đơn giản thôi. Còn không các chị nhắm nhắm cái phần tính khẩu phần như hồi nãy. Thì các chị thấy phần đầu tiên cái bài của tôi cũng thấy là cái phần cái cân các chị làm sao, cái phần các chị nạp năng lượng vô, cái phần tiêu ra nó phải ngang bằng nha, nhập vô phải tiêu ra, các chị nhập vô nhiều mà tiêu ra thì không có làm nữa thì nó sẽ tích tụ năng lượng lại, nó béo phì và đặc biệt là béo phì bụng. Thì bây giờ chúng ta phải tăng cường vận động thể lực, ngoài cái chị ăn uống hợp lý không đáy đường thường hay có đáy đường, các chị cũng phải tăng cường vận động ít nhất 30 phút đến 60 phút một ngày. Cái người không đáy đường mà vận động như vậy sẽ không ngừa được nhất là 58% đáy thao đường trong tương lai. Còn nếu mà người mắc đáy thao đường rồi, khi các chị vận động vậy nó sẽ làm tăng sử dụng đường của các cơ và các chị sẽ làm giảm mức đường huyết, giảm huyết áp, giảm cả mỡ máu luôn. Và nên khuyên bệnh nhân mua cái cân theo dõi cân nặng mỗi ngày và đo vòng eo ở nữ là dưới 8 cho phép dưới 80 cm và nam dưới 90 đường để béo phì. Và các chị có thể hướng dẫn bệnh nhân tính BMI bằng cân nặng khi chiều cao nhân chiều cao. Rất đơn giản, bệnh nhân sẽ tính ra được cái BMI của mình có thừa cân, có bình thường hay có béo phì hay không. Thì bình thường á là từ 18,5 đến 22,9. Đó, ít ai có được số này lắm. Bệnh nhân của mình á, và thừa cân từ 23 đến 24,9, còn béo phì từ 25 trở lên. Chúng ta sẽ can thiệp ngay những cái giai đoạn này để tránh tình trạng đề kháng enzyme và sẽ dễ kiểm soát đường huyết hơn. Giờ chỉ cho các anh chị cách đọc thực phẩm ha. Cách đọc thực phẩm thì các anh chị sẽ đi nước ngoài sẽ ngày càng nhiều, và các anh chị biết đọc những cái thực phẩm, cái gói thực phẩm như vậy để các anh chị lựa chọn làm sao năng lượng nó thấp hơn, chất béo bão hòa và trans fat ít hơn, lượng đường cũng ít hơn, lượng muối ít hơn. Và như vậy các anh chị sẽ nhìn vào ba cái chất là chất béo nè, chất đường và muối. Chất xơ các anh chị cũng quan tâm để xem mình ăn càng có nhiều chất xơ càng có lợi cho sức khỏe. Và các cái hướng dẫn này các anh chị sẽ khi đi mua những cái thực phẩm ở nước ngoài các anh chị sẽ quan tâm. Và tôi cũng nhìn những cái gói thực phẩm ở nước mình, thì có lần tôi học cái lớp dinh dưỡng với những người nước ngoài, người Úc á, thì họ chỉ những gói thực phẩm của mình, họ nói là it's garbage, đó là đồ rác rưởi, họ nói vậy là rất là buồn. Và tôi thấy là những cái thực phẩm
sữa hay là gì vân vân, những cái ngoài thực phẩm của mình á, thì đâu có được ai kiểm duyệt đâu. Thì tôi thấy có thỉnh thoảng có chi cục kiểm duyệt đo lường chất lượng có đóng cái dấu lên đó, thì tôi cũng biết là nó có chính xác lắm hay không, tôi cũng dám nói. Nhưng mà thực ra thì mình còn thua xa các nước nhiều lắm, mình còn thua rất xa. Và tôi cũng có cái may mắn là tôi có một cái đứa con, nó học chưa học ở Mỹ mà nó học Human Nutrition, nó đã tốt nghiệp rồi. Bây giờ nó đang học Master. Thì khi mà tôi qua, tôi cũng có tư vấn rất nhiều về vấn đề ăn uống. Và ngày xưa em á, mập lắm, nó cũng hơn 70kg, nó cao 1m63, mập lắm. Thì ngày nay nó rất là đẹp, mà bụng thì phẳng lì, nó vừa ăn kiêng, vừa tập thể lực. Và tiếng chứng em nói là cái lớp con dinh dưỡng á, ăn như là siêu mỏng với mẹ, ăn rau là chủ yếu và ăn cố gắng ăn rau sống, cùng lắm là luộc, tại rau sống nó có nhiều vitamin và luộc thì nó vẫn tốt hơn nhưng mà nó mất vitamin D. Và gần như không bao giờ ăn rau xào, em không dám ăn rau xào. Và nó nói là mẹ nhìn đâu cũng thấy vi trùng nhưng con nhìn đâu cũng thấy phát và năng lượng. Thành ra tại em ăn rất là healthy luôn. Thì tôi cũng có một cái may mắn là khi tôi chọn cái bàn này, tôi cũng tư vấn từ em nó. Và các chị sẽ nhìn thấy, các chị nhìn thấy là những cái hướng dẫn dinh dưỡng, các anh chị thấy là ví dụ là món nước nó không có chiên, nó không có nghĩa là không có chất béo hay là năng lượng thấp. Các anh chị phải nhìn cái nhãn hiệu, các anh chị xem cái năng lượng cung cấp bao nhiêu. Và nói không cholesterol cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có cholesterol, mà nếu như cái nguồn thực phẩm này nó có từ động vật thì chắc chắn là vẫn có chất béo và vẫn có cung cấp năng lượng. Còn ví dụ như ghi là ít chất béo có nghĩa là cái chất béo này là ít hơn cái 3% mà cái nhu cầu thôi. Và ví dụ như ta nói là không có đường thì có nghĩa là không có thêm đường trong quá trình chế biến. Người bệnh nhân của mình hay lầm lẫn cái chỗ mà uống sữa tươi không đường. Các chị thấy cái sữa tươi bệnh nhân uống rất nhiều, nhờ uống cái đường đó lên đường tăng, có nghĩa là không đường có nghĩa là gì, không bỏ thêm đường trong quá trình chế biến. Chứ thực ra trong đó là toàn là sữa bò tươi không à. Khi bệnh nhân uống cái đó, bệnh nhân lầm tưởng, các chị thấy đường tăng rất là cao. Và còn lại nữa thì các chị xem muối nè, muối rồi có đường đấy không, ví dụ có sugar hay không. Rồi đây là cái cách đọc thì tôi dịch qua từ bên này, các chị xem. Ví dụ như trên một cái gói nó ghi là một cái serving size nó là 83.5g, tức là có 2 lát. Thì nguyên cái gói đóng gói nó có 9 cái khẩu phần như vậy. Một khẩu phần là 83.5g, 2 lát ha. Thì các anh chị sẽ xem cái khẩu phần. Các anh chị sửa lại chỗ này dùng nha. Chỗ này là kilojoule. Thì cái này tôi tính ra kilojoule thì nó tương đương với khoảng 220 kilocalo. Cái này là kilojoule, các anh chị sửa lại giúp dùm trong cái quyển sổ đó. Tôi tích nhầm. Và cái này tôi tính là khoảng 206 kilocalo. Thì như vậy, các anh chị sẽ nhìn vào đây, cái năng lượng mà cho phép trong một cái khẩu phần là dưới 600 kilocalo. Thì cái này trong một khẩu phần nó là 202, thì nó là cho phép đạt. Và chất béo bão hòa trong 100g dưới 2g, thì các anh chị nhìn trong 100g là chất béo bão hòa có 0.4. Cái này đạt, các anh chị tô cái màu trắng là đạt, cái này cũng đạt nha các anh chị, cái này bị nhầm. Và chất béo trans cho phép là dưới 1g trong 100g, thì các anh chị nhìn đây là trong 100g chất béo trans dưới 0.1, cái này đạt luôn ha. Về đường thì nhu cầu dưới 15g trong 100g, các anh chị nhìn trong 100g này đường là bao nhiêu, là 19.6 này không đạt. Nếu mà mình đã có đường ăn vô cái này thì đường sẽ tăng, ngay cả bản thân mình ăn gì cũng nhiều. Và chất xơ nhu cầu trên 5g trong 100g thì các anh chị thấy chất xơ rất nhiều, đạt ha. Còn muối á, thì dưới 120/100g, thì cái này các anh chị thấy muối của mình cao lắm á. Muối muối đâu đây? Ở dưới này chất xơ dưới muối nữa hả? Dưới này hả? Dưới này muối này tôi thấy là dưới này cao lắm, mà sao lên lên được này. Chất muối không đạt á, tôi nhớ như 106g trong 1g là ta không có, còn 100g là ta không đạt. Thì các anh chị tập nhìn như vậy, các anh chị tập nhìn rồi bước qua cái này các anh chị nhìn ví dụ một cái gói này nè, một cái serving size 2/3 thấp, thì tôi cũng đem nhìn chị xem 2/3 thấp. Mình đọc không hiểu là quá thấp là cái gì, đây là một thấp lớn là gì ha, một cái thấp lớn 2/3 thấp. Các anh chị thấy nó ghi phía trong này 2/3. Cái này là 1/4 thấp, chính này là nửa thấp, và trên này là 3/4 thấp. Các anh chị thấy
một ba một cái thấp tôi không hiểu sao học tính ba một cái thấp nhiều, có một thấp nó tính sẵn hết, và hai phần ba thế này, các chị thấy hai phần ba thấp thế này rất là dễ. Các anh chị ví dụ như nấu chi nà, cái gói chi nà các anh chị nấu nó kêu là phải để nói này trước đi, thì như vậy hai phần ba thấp các anh chị thấy thế này. Đó, 2 phần 3 thấp, các anh chị sẽ đọc thế này. Lát các anh chị có thể truyền ra. Rồi, các anh chị sẽ đọc tiếp. Các anh chị đọc tiếp. Một salicin là 2 phần 3 thấp tương đương 500 gram. Và tổng cái năng lượng cho cái một cái salicin này là 230 kcal. Thì như vậy mình đạt, nãy mình nói là một cái salicin, một cái khẩu phần của mình dưới 600 cái này đạt ha. Và các anh chị xem bọc mở bảo quản nãy á, là mình cho dưới 2 gram, thì cái này một phần của mình là 55 gram, trong 100 gram là cũng 2 gram rồi, cũng có tạo chấp nhận được. Trên phát không hồi nãy là dưới 1 gram, trên phát không là đàn ha. Rồi các anh chị xem mở muối tới đây, muối 160 gram trong 55 gram là cũng đạt ha. Muối là mình có trong 2 thôi. Thì đó là cái cách các anh chị nhận diện như vậy, và các anh chị lựa chọn thực phẩm cho mình một cách lành mạnh. Ví dụ các anh chị tăng huyết áp, có tăng huyết áp có suy thận, các anh chị ăn cái lượng muối này không được rồi, cái này là không cho người nhà ăn rồi ha. Đó, cái cách là như vậy. Rồi đây là cô đọc một lần nữa là ba cái thành phần béo, đường, muối là ba thành phần đầu tiên các anh chị nhìn vào lựa chọn cho thích hợp. Thì chất béo, chất đường, chất muối là các anh chị nhìn rồi trong cái bài các anh chị có đầy đủ hết. Thì cái phần trình bày của tôi đến đây là hết. Thì sau cái phần này thì tôi cũng có giới thiệu các anh chị một chút xíu chỗ này để các chị làm quen. Ví dụ là một cấp lớn là cái này một cấp, trong này nửa cấp là có cái này 2/3 cấp, cái này 3/4 cấp, nó có cái thức ở trên. Thì cứ một cấp là như đây, mà để cho dễ nhớ là một small fish, một small fish là một cấp, các chị cứ nhớ vậy. Rồi kế nữa là một one tablespoon á, là trong là tổng cái đầu của thằng cái, thì cái nó tương đương với cái này 15 ml. Thì các anh chị thấy cái này người nước ngoài đó nó mỏng lắm, mà các anh chị có thấy những người mễ mọc như vậy là cái ngón tay luôn. Cỡ này cho nên tôi thắc mắc, ủa sao mà một đầu ngón tay cái gì sao ai sao nổi. Thì con nói là mình phải tính với người nước ngoài, nó tính với người nước ngoài, thành ra các anh chị phải tính ngón tay cái các anh chị. Rồi một teaspoon là tương đương với một ngón tay tay thứ hai các anh chị, và một inch là tương đương với một ngón tay giữa. Rồi đó là cái cách các anh chị tính vậy, cũng như 1-2 ounce mà cái các hạt á, nhúng một handful, các anh chị nhúng handful đó để cho các anh chị làm quen. Cái phần này không dính cái táo đường, nhưng mà các anh chị làm quen vậy. Và ba ao, nãy tôi nói là một ao là 30 gram, ba ao thịt nè, ba ao thịt cá thì một ao như vậy nó cho 30 gram, một ao 30 gram, và nó cho 7 gram chất béo và 7 gram chất đạm. Thì cái này các anh chị cũng tham khảo thêm cái chỉ thức ăn thôi, chỉ hết. Ví dụ như rau thì 2.5 cups một ngày, chứ đâu phải chỉ các anh chị ăn rau hết, nó gồm có một cup rau tươi, là một cup rau tươi, hoặc là một cup rau luộc, một cup rau nước ép trái cây, hay là 2 cups lá rau xanh. Ở nước ngoài nó có cái loại spinach rất là ngon và nó màu xanh. Các anh chị bên đó thì nó bán cũng tương đối là vừa chứ không rẻ, cũng không mắc lắm. Thì các loại rau các anh chị ăn sống cũng được, mà nó canh rất là ngon. Thì cũng hướng dẫn các anh chị như vậy để các anh chị cách đọc thực phẩm. Thì trên các anh chị có thể tham khảo trên cái gói Kina này, tôi qua cũng thích ăn cái này. Và Kina bác sĩ Thiện có không mới sử dụng, bên Mỹ cho quá nhiều mà mới sử dụng, và các anh chị có nhu cầu thì nó bác sĩ Thiện cho lại. Các anh chị nhìn thấy trên cái gói này các anh chị sẽ thấy nó ghi là calorie là 190, một serving size của nó là 1/4 cup. 1/4 cup thì các anh chị có cái cup này, đây là 1 cup ha, đây 1 cup, đây là nửa cup, đây là 2/3 cup, và đây là 1/4 cup. Thì 1 cup nhỏ này là 1/4, là serving size 1/4, thì nó cung cấp 190 kcal. Mỗi lần em nó nấu là lấy cái cân và nó đo, nếu nó không có cup thì lấy cân và nó cân, nhưng mà có cái cup thì nó đo cái này lên, và nó ăn 190 kcal một cái cup này. Thì trong cái cấp này như vậy nó sẽ cung cấp 190 kcal, nó fiber, chất xơ nó thay ra. Trong khi chất gạo trắng của mình không có chất xơ, thành ra em nó thích ăn cái này, nó thích ăn gạo trắng lắm. Và các anh chị thấy là tôi thấy là em nó làm được, các anh chị làm sẽ rất được, rất hiệu quả. Tại vì nó ngày xưa nó mập lắm, bụng nó to, bây giờ bụng nó phẳng lì hết, và nó ăn rất là healthy, ăn to là rau xanh, rau tươi và
nó sử dụng gần như nó không có sử dụng dầu mỡ gì hết, nó ăn một ít bơ, một ít cheese đó. Và cá là cá hồi, mà những nhà dinh dưỡng nó nói là sao để em nó được nhận vô cái bệnh viện đi làm rồi á, thì khi mà vô bệnh viện tư vấn dinh dưỡng thì ở bệnh viện thích lắm và nói là đúng là nhà dinh dưỡng, những cái người dinh dưỡng họ ăn cực kỳ là healthy đó. Thì tôi nghĩ là nếu mà các anh chị mà có thừa cân, các anh chị tính đến có thừa cân chưa đáng đường, các anh chị nên thiết lập cho mình một cái chế độ ăn cho cả gia đình, ăn sao cho lành mạnh, đừng để thừa cân, béo phì, tăng huyết áp, rồi mỡ cao, rồi dẫn đến đái tháo đường. Và lỡ đái tháo đường rồi các chị cũng phải thiết lập chế độ ăn. Bây giờ thì mình thiết lập chế độ ăn cho gia đình mình cái đã, bản thân mình cái đã, rồi kế đến là cho bệnh nhân, thì sao cho một cách đơn giản để giúp cho bệnh nhân có thể kiểm soát được cân nặng nè, huyết áp nè, mỡ máu nè, đường huyết nè, có một cái thân hình khỏe mạnh, lành mạnh, kết hợp với luyện tập thể lực. Và các anh chị sẽ góp phần ổn định đường huyết, làm giảm các cái biến chứng ở người đái tháo đường. Với cái tốc độ các anh chị khám bệnh nhanh như vậy mà các anh chị làm sao các anh chị tính toán cho bệnh nhân, hướng dẫn bệnh nhân cái cách ăn uống thật hợp lý, thì đó là các anh chị sẽ giúp cho cộng đồng rất là nhiều. Và trình bày tôi lên đây là thuốc, thì các